Đấy, người thấy mẹ ong nó ra hiểu chưa? Đó, con này thì bắt được khá là nhiều mẹ ong đấy, nhưng mà bị vỡ mất tổ rồi. Vỡ tổ mọi người ạ. Mình quên cho lá chắn vào trong này đi nữa nào. Mẹ nó bây giờ bắt mẹ nó không nhỉ? Có cái vợt bây giờ vợt mẹ rồi. Ui nhổ á. Ôi bách tổ nhá. Hả? Có bắt mẹ không? Hả? Thế thì bỏ tí nữa lại bắt tiếp nhá. Tí nữa cho mẹ nó vào lại nhá. Tí nữa cho mẹ nó vào lại nhá. Ok. Ờ, phải luôn. Ờ. Đổ anh ơi, đổ. Hả? Ờ. Thôi. Khả năng bắt chỉ được chừng đấy mẹ thôi. Mình sẽ tiến hành bách tổ đi. Ờ. Ui. Nhiều mẹ lắm, phí lắm. Tí nữa bắt mẹ nha. Phí lắm, nhiều mẹ lắm. Mình sẽ quyết định tí nữa để bắt mẹ lắm. Mình thấy nhiều mẹ quá, mình tiếc, mình lại giữ lại tí nữa đây. Có con trên đầu thì đã. Ừ, nó răng rồi. Đã, cưới. Ui ôi. Có bộ quần áo này an toàn thật đấy, nhưng mà ong nó bu sợ lắm mọi người. Tơn hai mình bắt được khoảng tầm mấy chục con mẹ, hơn tơn một tí, nhưng mà chưa ăn thua, mình đang muốn bắt cả tủ rồi. Ai cái mắt quá. Là tiếp tục đi mọi người, tại vì nó đái lên đây có kính bơi nào, mồ hôi nó ra nó chảy xuống mặt. Mình sẽ quyết tâm lần nữa, tí nữa sẽ đến tơn ba nhé. Tơn ba mình sẽ vào bắt, mình chụp cả tổ luôn, kiếm cái gì đấy chụp một phát cả tổ luôn, lấy luôn tất ở trong, nó rất là nhiều mẹ, thế nên là mình rất là tiếc. Mình sẽ muốn bắt tất cả mẹ nó luôn, mình một tí để đợi mẹ nó vào này. Hôm nay là phát thứ ba nhá, mình đã chuẩn bị rau sắn vào đây để chụp cả cái tổ nó rồi. Hôm nay sẽ quyết định bắt thật nhiều mẹ nữa. Thank you.
nó nhiều quá. Bắt được khá là nhiều rồi nhưng mà ui. Mình phải cẩn thận không là nó sẽ đốt người xung quanh nữa. Thôi, mọi người chờ xem mình chế biến nó nhá. Ôi, để những con chúa nó nhé. Biết, phát này không biết được nhiều không nhưng mà mình nghĩ là được khoảng tầm 2/3. Gỡ gỡ anh cái. Tổ to lắm nhưng mà chưa chắc mới. Cắt điện thoại đi. Căn bản là mình làm động tổ 2 lần rồi, thế nên là lần thứ 3 này nó đó. Lần thứ 3 này nó sẽ cầm chắc ra mẹ nhiều, cầm chắc. Đấy, cầm chắc không? Đấy. Đấy, mắt cứ quấy mũi mũi thôi. Đấy. Từ từ, bây giờ còn phải từ từ đã. Lấy băng dính buộc lại. À, lấy băng dính ra cuốn này. Nó còn đầy cho nên ui nhiều mệt lắm. Anh có bao giờ hết không? Không biết được. Hả? Con tầm à? Hết tầm. Hết tầm nhưng mà ở trên tum ấy. Trên tum nó vẫn còn mẹ à? Thế anh cũng kể cái tổ này nó khó bách hơn. À, cái chuối mà nó ở đấy sẵn thì nó nhiều mệt lắm. Con chắc vào. Được trên bài. Ui nó hở cái ra cũng thường hai con nhỉ. Cuối cuốn ở trên luôn chú. Bóp cái đầu nó, bóp cái đầu nó. Vừa bay một cái đầu. Trên được rồi. Ui được rồi đấy. Ơi mẹ trên này. Nó gạt xuống cả họ, đây chết rồi. Cá luôn. Nó ra được. Chưa chả thì ngất nghiếc kìa nhỉ. Nhỏ quá. Wow. Sẽ được mấy cân nhá. Nhiều nộ ong chúa. Nộ con nhóc to. Thế này để một tháng nữa nhỉ. Dạy cười. Ui, tay ấy, mẹ đái. Đây này, ngoài vành ngoài chẳng có gì. Mà lỗ nó con. Xem nào, cân đâu? Cân nhỏ. Cân nhỏ. Nào, con nhá. Ủi vãi cân bạc luôn. 2 cân 6. 2 cân 6. Tầm 2 cân nhóc. Cứ. Được cả mẹ đấy. Cả mẹ đời đấy. Nó sẽ được tầm 1.5 cân nhậu. Hơn cân to nhở, nhậu to nhở. Hả? Cân chưa đổ lên này. Cân phải đổ xuống này. Chờ tí để bắt mẹ nó, mẹ nó say thì mình bắt được nha mọi người nhá. Đấy, à đây nhá mọi người nhá. Đây sẽ là nhậu ong. Tổ còn này là 4 tầng mọi người ạ. Siêu chắc luôn. Bắt được chừng này mẹ ong nhá mọi người nhá. Sẽ không, hôm nay sẽ không làm món nhậu nữa. Mà sẽ chế biến món mẹ ong. Đấy. Thế hôm nay sẽ cho Mao Đệ làm đồ bếp nhá. Đây, chuẩn bị cho vào nhặt đi. Được khá là nhiều mẹ ong nhá. Ok luôn anh nhiều ấy. Nhiều phết đấy, đấy thấy chưa? Một chậu luôn. Mình nhặt nhậu. Vâng. À, đây được tất cả chừng này mẹ nhá mọi người nhá. Được khoảng tầm 3-4 lạng mẹ gì đấy. À, bây giờ sẽ cho lên rang cho nó khô. Đấy. Đảo cho hết nước lá đi. Đảo cho nó hết cái nước đi. Xong rồi sẽ chiên giòn nó đi. À, không là cái nọc của nó ở trong cái đuôi nó vẫn còn nhá. Đuôi mấy nước đại nó ăn cái cây anh ạ. Hôm nay anh em mình sẽ làm riêng món ong mẹ thôi, còn nhộng ong thì bỏ cho chó. Không, căn bản là tại nhộng ong mình làm cũng nhiều rồi, cũng khá nhiều rồi, thế nên là hôm nay sẽ chế biến đúng cái món mẹ này thôi. Mình đi hái lá chanh chưa? Thì em hái lá chanh nha. Giòn đấy. Đó, bây giờ sẽ bắt đầu chiên giòn lên nhé mọi người nhá. Chiên giòn lên xong bắt đầu mình sẽ chuyển sang rang. Món này cũng khá là ngon. Nếu mà để mà nói so với nhậu ong thì cũng thằng 8 lạng người 1 cân. À, bây giờ sẽ bắt đầu cho ra rang cho nó giòn hẳn nhé mọi người nhé. À, cho gia vị, giòn thì nó giòn rồi. Bây giờ sẽ cho gia vị vào.
ngấm đều gia vị đã. Ui, quá là nhiều luôn mọi người ạ. Đấy là mình bắt còn không hết đấy. Được chừng này nhá mọi người nhá. Nhìn nó đen thế này đâu chứ không phải là cháy đâu nhá. Mau đây ơi, chị ơi. Nghe có vẻ hơi tối nhỉ, mình xin phép giới thiệu lại với mọi người, đây là món úi trời ơi. Ong mẹ. Đấy, ong mẹ nhá mọi người nhá. Wow, hơi tối một tí. Đây gọi là ong phụ huynh. Mình nghe nói Mau Đệ quảng cáo ác lắm nhưng mà không biết là tình hình như thế nào. Thử xem nào. Đây này anh ơi. Nhưng mà có phải rút nọc nó đi không? Thích rút thì rút, không rút nó cứ vướng vướng thôi. Ừ. Đây, mời tất cả mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ ăn một con ong mẹ rang mắm với cả lá chanh. Ngon lắm anh ơi. Thôi, tao cứ phải, mình cứ phải chơi bài ăn chắc mọi người ạ. Vừa á? Bỏ nọc nó đi. Anh ăn được mấy ông không phải này, nhìn này, nhìn nhá. Nọc nó đấy là kìa. Đấy. Mời mọi người nhá. Ăn thử xem nào. Giòn nhỉ, thơm nhỉ. Thơm ấy. Ngon hơn dưới miệng. Đúng không? Món này giòn mà thơm. Ngon đấy. Béo, béo lắm mọi người ạ. Ừ, quần là lốt ăn đỉnh lắm mọi người ạ. Nó thua cái con ong non là độ béo thôi. Nhưng mà con này nó lại giòn mọi người ạ. Trời. Đắt khách hơn ong non. Món này mà anh uống rượu thì là câu ấy. Cho tí men nữa. Bia đi, đi mua bia đi. Thôi mình ra đường, không được ra đường. Tình hình dịch hơi căng phải giãn cách thêm nữa thế nên là anh em mình không đi đâu xa được mọi người ạ. Ở chỗ dưới kia thỉnh thoảng mới xuống thôi. Người ta gọi về. Đại khái là con ong này ngon nhá mọi người nhá. Giòn mà. Thế mà thơm cắn tưng tắc à. Ừ. Thế mà những lần anh em mình đi bắt ong chả bắt ong mẹ. Ngu nhỉ. Cứ lấy cái túi bóng đây chụp một phát là lấy tắt thôi. Mỗi cái vất vả cái là về tách cái ong mẹ nó hơi lâu thôi. Nó cũng như kiểu tách ong non. Ơ mày thử cho nó đốt phát xem nó như gì không? Không. Anh thử này. Queo luôn, nó giòn, giòn rồi. Giòn. Cái nọc của nó khi chiên giòn lên thì nó giòn bắt đầu nó không châm được vào da thịt nữa. Mà có châm chắc là nó không có tiết nọc đâu.